tính tình cũng hơi thất thường. Mưa mưa chẳng hạn thì mình thấy buồn, người không thích nói chuyện với ai cả. Vậy cả mùa mưa em không nói chuyện với ai trơn. Chắc sức khỏe cũng đủ để... Đủ để làm gì? Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Bạn nam nay có món quà đẹp lắm, nổi bằng bật luôn hả? Chào bạn. Dạ chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường. À, chào bạn nữ bên kia. Bạn tên là gì? Dạ em tên Ngô Văn Tiến anh. Tiến. Dạ năm nay em 29 tuổi anh. 29. Em làm giám sát dự án ở công ty cho trong điện mặt trời bên quận 5 anh. Xài điện mặt trời cho đỡ tốn tiền ha. Mình quê ở đâu Tiến? Dạ em sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy? Quận 8 chị. Gì chị? Ê, quận 8 anh. Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Em tên là Tô Thị Thống. Em sinh ra và lớn lên ở Nghệ An ạ. Năm nay em 25 tuổi ạ. À, hiện tại thì em đang làm nhân viên kế toán ở công ty Samsung Electronics ạ. Rồi mình có mối tình nào trong Sài Gòn này chưa? Tìm hiểu thì cũng có rồi chứ mối tình chính thức thì chưa ạ. Em chỉ có mối tình từ hồi sinh viên thôi ạ. Là ở ngoài quê á ha? À, dạ, ở Hà Nội ạ. Rồi mình chia tay vậy là được bao lâu rồi? 3 năm rồi, chia tay kể từ khi em vào đây ạ. Trong đây 3 năm chưa quen được ai, chưa tìm được đối tượng nào hết. Tại vì là bây giờ em nghĩ là quen bạn nam rồi nào thì xác định đi đến hôn nhân luôn à. Chứ nếu mà không thấy có tương lai thì em không mất thích. Thời gian. Dạ. Còn Tiến thì sao? Giám sát dự án đúng không? Dạ. Giám sát dự án là sao? Công ty có dự án thì em cũng tham gia trong quá trình thiết kế và chuẩn bị dự án thi công em cũng có đó anh. Dạ. Như em nói chung là chính là gì? Dạ kỹ sư anh. Rồi hệ thống giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của bạn. Em một người khá là thẳng tính trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày, thì nếu mà em không thích thì em thường bộc lộ rõ quan điểm. Cái đó mình hơi thẳng tính quá thì cũng không tốt, tính tình cũng hơi thất thường. Ví dụ như kiểu là khi mà mưa mưa chẳng hạn thì mình thấy buồn, người không thích nói chuyện với ai cả. Rồi lúc đó buồn hay lại trời buồn làm gì? Thì em đi cà phê một mình hoặc là em ở nhà mình. Vậy cả mùa mưa em không nói chuyện với ai hết trơn. Vậy trời nắng thì sao? Tâm trạng mình vui, mình có thể đi chơi với bạn bè, đi đâu đó đi phượt chẳng hạn. Dạ, em thích lạ đi phượt. Cứ nắng là vui mà mưa là buồn. Hay ha. Còn về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là hòa đồng, vui vẻ và nhiệt tình với tất cả mọi người ạ. Còn Tiến thì sao? Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em thì cũng có được 2 mối tình rồi chị. Dài nhất là bao lâu? Hơn 5 chị anh. Bây giờ hỏi Tiến nè, Tiến có điểm mạnh, điểm yếu gì? Không hút thuốc chị. Không uống rượu, em cũng không thích bài bạc gì. Vậy còn gì mạnh nữa không? Mạnh hơn nữa không? Mạnh nữa, chắc chắn sức khỏe cũng đủ để... Đủ để làm gì? Có thể chở hoặc đi xa hoặc là... Chở đi xa chứ mà không biết trả lời. Đủ để che chở cho một bông hồng nào đó, ví dụ vậy. Vậy mình muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích một người bạn trai là chín chắn. Ngoại hình thì em không quan trọng lắm, cao hơn 1m65 là được. Mẫu hình người lý tưởng nào không? Như anh Quyền Linh là được rồi ạ. Chà, hiếm à. Không, anh Quyền Linh em thấy cũng không phải đẹp trai lắm nhưng mà nhìn anh nam tính. Cuộc đời đôi khi nó lên voi thì không có không liền à. Điểm gì em không thích ở người đàn ông? Các bạn ấy không bị hói á chị. Bây giờ hói rồi có sao, có thuốc ngăn ngừa rụng tóc. Bây giờ em có hói rồi đó. Rồi, tiêu chuẩn tìm bạn gái thế nào? Ngoại hình cũng không quan trọng lắm anh. Miễn không xấu quá là được. Xấu là xấu thì sao Tiến? Mới nhìn qua cái họ tập trung vô, ví dụ như cái mũi nó tập trung quá, giống như là nó phá tướng luôn vậy. Là mũi bự á ha. Dạ dạng vậy, hoặc là mắt nó nhỏ quá, hoặc là miệng nó làm sao đó. Nói chung là nhìn vô cái người ta tập trung vô cái điểm đó thôi. Em thích đặc điểm gì cho người phụ nữ? Cái dáng người anh. Mặt sao cũng được, miễn cái dáng thôi. Dạ. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Chị Cát Tường có duyên, cũng xinh đẹp, cũng thấy giống giống như Cát Tường là được anh. Dạ. Khoan vỗ tay, nghe chờ câu sau coi có bị rơi xuống chó không? Còn câu sau không? Còn câu sau không? Không, không anh. Không hả, được. Được. Vậy thì qua. Dạ chị. Chào bạn. Dạ. Đừng quan trọng cái tướng thôi. Dạ dạ. Thì cái tướng sao là nó diễn tả cái tướng nghe thử coi. Thì chừng 1m50 trở lên cũng được chị. À, có số đo 3 vòng gì không? Thì nó dùng vòng 1 cũng đầy đặn xíu. Vậy là giống chị Tường á phải không? Dạ dạ. Anh nhìn xuống gì vậy? Nó giống chị Tường. Tao em nhìn chị mà. Tao đứng lên tướng xây vòng coi thử coi. Dạ, mình coi tướng tá ngon lành không? Khỏe không? Dạ. Khỏe không? Khỏe chị, nãy có nói khỏe mà. Chống đầy không chị? Gì em? Chống đầy á?
À hít đất á hả? Bạn gái yêu cầu em hít đất, nổi không? Được chị. Này bạn gái yêu cầu chứ không phải chị à. Dạ rồi. 1 2 3 4 5 xuống không sát nha. 6 7 nhận gian 8 9 10 11 12 đừng cố nha, ập mặt luôn á. 14 15 16 thôi ráng 20 đi, 17 18 19 lên 20. Có cố gắng, có cố gắng. Chị đang thích chọc cười. Vậy đúng khỏe chị. Được, được. Em có yêu cầu gì nữa không? Mắt mũi miệng có gì không? Thôi nhìn chị, nam tính là được chị. Không, này được, được, không đến nỗi nào. Em có tật xấu gì? Em bừa bộn mà nó có quy luật xíu chị. Bừa bộn mà có quy luật là sao? Về người bề bộn người ta lấy ra người ta không cất lại chỗ cũ. Em cũng lấy đồ đâu đó sử dụng nhưng cũng không để chỗ cũ. Nhưng mà em để ở chỗ cố định. Giống như là phòng khách cũng có một cái chỗ, bếp cũng có một chỗ. Rồi nói chung mỗi phòng em có một cái chỗ cố định. Ví dụ lấy cái nồi bếp lên để chỗ học tập gì đó. Lấy cái tập xuống để ngay bếp. Rồi bây giờ nó nghe nè. Rồi lấy vợ về là giờ mình có làm dâu không? Chắc có gì. Có hả? Gia đình mình có mấy anh chị em? Dạ có em gái nữa chị. Lấy chồng chưa? Chưa chị, chưa. Rồi em dâu em ruột của em về rồi nói xấu vợ em, nói anh ơi chỉ ở nhà anh đi làm chỉ làm biếng chị không có chịu làm việc cũng này kia, rồi em xử trí sao? Thì vô đó nói ngọt cái vụ dỗ vợ hai người xuống cùng xuống làm chị. Vậy sao em không nói sao em phụ đi chỉ cũng cực khổ rồi coi mấy đứa cháu nữa, em rảnh thì em làm phụ chỉ người ta cũng được vậy. Giải quyết về cũng đụng chạm với em mình, anh giải quyết cách khác. Anh giải quyết sao? Anh nói em đừng có nói gì chân á, đừng có về đây mà gọi là ỷ lại chị này kia để đó. Anh chặt nhau. Cho nó ổn thỏa hết hai bên. Em thì em cũng không sợ làm dâu lắm chị. Em sinh ra và lớn lên là ở vùng quê á. Nên là từ việc đồng áng hay là việc gia đình thì em đều làm hết ạ. Người Nghệ An là cần cù, chịu thương, chịu khó lắm. Em ở vùng nào? Em ở Yên Thành ạ. Yên Thành hả? Dạ. Anh về Yên Thành nhiều lần lắm rồi. Gái Yên Thành dễ thương lắm. Người Yên Thành anh biết mà. Anh đi cả nước luôn, chỗ nào anh cũng nói vậy hết trơn. Anh bên đây á cũng thật thà, anh nhìn mặt anh biết kinh nghiệm mà. Mấy cái người mà mặt giống giống anh á, ai cũng trời ơi. Có cần tiền bạc mình quản lý hay giao cho ảnh gì không? Trong gia đình thì tài chính người vợ giữ sẽ tốt hơn. Còn đi ra đường thì em sẽ để cho chồng thoải mái chi tiêu. Chồng em mỗi tháng nộp cho em 10 triệu nè, lấy ra được bao nhiêu? Thì anh có thể lấy từ 4 đến 5 triệu cũng được ạ. Trời nhiều vậy em? Vậy được á. Dạ. Tính ra thua rồi. 10 triệu mà đang xài liên tháng đưa 10 triệu thu được 4 triệu. Cái này lại rất là. Cái nhiều khi mấy bà đưa 10 triệu lấy không ra triệu nào được á. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với dì chị. Ồ có mẹ đây hả? Hay quá. Sơ bộ thì thấy được rồi đó. Sơ bộ. Với lại con cô thì nói chung là cũng rất là thật thà. Nói sao là hiểu vậy, không có nhạy về tâm lý phụ nữ ha. Cho nên là cái gì là nói thẳng vậy đó. Thấy là quê ở Nghệ An như vậy là có gia đình ở đây không hay là con vô đây một mình? Bố mẹ thì ở quê hết ạ. Ở Nghệ An thì nó ha, dạ đúng rồi, thấy xa quá à, lại đi xe xe dữ lắm. Thì máy bay ra Vinh có tiếng hồ à, tới Vinh rồi. Tới Vinh đi thêm 60 cây số nữa tới Yên Thành cũng không xa lắm đâu. Không thì bây giờ nói chung là do hai đứa thôi à. Dạ. Đã, nếu gì thì mình cũng phải cố gắng khắc phục vậy. Dâu thôi. Xinh lắm ma. Rồi dạ cảm ơn cô. Mình có đi với ai không? Dạ em đi với dì em ạ. Nói về cháu của em thì từ nhỏ đến lớn là đi học rất giỏi, học đại học cũng 5 năm liền học bổng lận. Dì thấy bạn trai bên này cũng hiền, cũng thật thà. Dạ cảm ơn dì. Rồi bây giờ cho hai trẻ gặp mặt, quan trọng là hai bạn hết. Kéo màn lên. Quà tặng em. Anh thấy em thế nào ạ? Có giống như trong tưởng tượng của anh không? Thì nói chung về ngoại hình thì có hơn tưởng tượng à. Cái nhìn đầu tiên thì sao ạ? Thì thấy anh, em thấy anh thấy thì ngoại hình thì cũng hơn mong đợi rồi. Tính cách thì anh thấy cũng nhu mì cũng được, không có nóng tính, nhìn các bạn không nóng tính mà. Em thì thẳng tính thôi, còn nóng thì em không nóng đâu. Ví dụ bạn nam mà nóng thì thôi em bỏ đi nơi khác à. Anh có thích trẻ con không ạ? Anh thích á, trẻ con cũng thích anh lắm, anh đi chơi anh thấy vui lắm. Dạ. Thì sau này nếu mà mình quen nhau rồi thì một tuần em muốn thích đi chơi bao nhiêu lần nữa? Em thì thường được rảnh thứ bảy chủ nhật, còn ngày trong tuần thì thường buổi tối thì em có đi học nữa. Đi làm về thì em mệt, em cũng không muốn đi đâu đâu. Bạn nam nói một câu gì tình cảm đi. Thì hôm nay lên chương trình này thì gặp em anh rất là vui. Anh muốn là cái niềm vui này nó sẽ có thêm rất nhiều lần nữa. Gặp
không? Hợp không? Dạ. Hợp nói gì về, nói gì về, chào gì vài câu trước đi, mình đằng trai chào gì đó. Dạ, chào gì vậy? Thống rất hiền, rất ngoan. Và nhiều khi hả, nói chung là hiền quá cũng dễ bị bắt nạt, cho nên hả, cháu cũng đừng bắt nạt cháu gì. Dạ, cái đó thì chị an tâm gì, tại con thì cũng không có dữ lắm gì. Con ở trong ti cũng thường hay nhìn nhìn mọi người. Vậy thì được. Ông này nó chán ghê luôn á. Vậy mới ế chị. Vậy mới ế, đúng rồi, bỏ tay ra sau đi. Để tay đừng bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, nãy giờ chúng ta cũng đã trao đổi được ít phút rồi, cũng hiểu nhau được phần nào. Gì vậy? Muốn vợ lắm rồi. Ủa sao vậy Tiến? Vậy là phạm luật rồi đó, là thôi rồi đó. Một, hai, ba. Nôn lắm rồi ha. Trời ơi, nôn quá rồi, tính sớm đi. Ủa ai kêu nắm tay vậy? Em tự xử vậy, em tự xử. Tự bấm tự nắm tay luôn vậy đó hả? Sao nắm thấy sao? Hả, Nghệ An với Sài Gòn thấy nó gần nhau không? Cái tình cái quê nó không gần quan trọng anh. Người gần rồi nè. Bạn gái cười tươi quá nha. Này hợp rồi nha. Giống giống nhau. Dễ cưới sớm lắm mà. Không có con cái thôi. Em thấy bạn nó run lúc. Không sao, không sao. Này, mày bên này đi. Ôm thì ôm tay chứ không ôm cấu chi. Né anh là kỳ. Có làm lại không em hay là... Làm lại. Có làm lại không? Làm lại đi. Thôi có làm lại không nữa. Đồng ý hẹn hò. Ờ, lấy cấu nghe. Bọn trẻ yêu nhau quá rồi. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có không gian lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn nữa. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh với các thương hiệu của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai em sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Rồi, cảm ơn hai em. Em ngủ hồi xưa hay nấy. Nấy dữ không? Nấy cũng thay nghiệp chị, cũng như kiểu người ta cứ gõ sao. Đúng đấy. Tình yêu đến nhanh lắm nhưng mà hình như có một chút tiếng sét ái tình ở trong đó. Có rồi, có rồi. Chúc mừng hai bạn. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Hả Mang. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, chào em giới thiệu đi. Em chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh và bạn cùng chơi và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Châu, em 23 tuổi, em đang làm việc và sinh sống Sài Gòn ạ. Sài Gòn, dạ. Quê mình ở Sài Gòn. Dạ, luôn. Ở đây luôn chị. Em làm việc gì? Em là nhân viên tư vấn thời trang cho mấy chị bên ngân hàng và sân bay á chị. Dạ. Rồi bạn làm gì? Tên gì, giới thiệu cho bạn gái biết đi. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả. Em tên là Đậu Bá Đạt. Đậu chứ không bao giờ rớt ha. Dạ. Được rồi. Đạt quê em đâu? Quê em ở Nam Đàn, Nghệ An ạ. Quê bác đấy. Dạ. Còn em sinh sống và làm việc ở dưới Bình Dương. Dạ. Bạn làm gì? Trước thì em làm bên điện được 6 năm. Xong một thời gian thì em làm bên lái xe. Sao tự nhiên đang làm điện chạy chuyển sang lái xe vậy? Thì do cái môi trường sống này nó mức thu nhập nó không ổn định á. Điện nó cũng giật vài nữa. Chuyển qua lái xe nữa. Dạ. Em lái xe nâng hàng trong xưởng. À, lái xe cẩu quá hả? Dạ. Vậy hả? Bình Dương là đoạn nào rồi? Bây giờ mình hẹn hò lên đây nó mất bao nhiêu thời gian? Thì cũng gần mà về chị lên đây thì tầm tiếng trở lại thôi. Rồi từ Bình Dương lái xe nâng hàng lên đây có gì đâu. Nâng hàng lên nâng người. Thì nếu mà bạn gái đồng ý thì cuối năm thì đẹp. Cuối năm thì đẹp luôn? Dạ. Vậy hả? Nhưng mà ở Bình Dương hay là ở Nghệ An? Thì cái đó là tùy bạn gái thôi, thì em cũng thích trường, thích lập nghiệp trong này hơn. Nhưng lấy nhau ở Bình Dương thì mình ở đâu? Thì trước tiên thì mình thuê trọ 2 năm chẳng hạn, sau đấy có tiền dư dả thì mình mua nhà. Nhưng giờ mình đã để dành được miếng nào chưa? Tiền thì cũng có dư chút ít. Để hỏi bạn gái coi giờ em muốn bao nhiêu lâu nữa thì em kết hôn? Em nghĩ là khoảng 1-2 năm nữa chị. 1-2 năm? Dạ, cho công việc nó ổn định hơn là em sẽ tiến tới hôn nhân.
ạ. Ví dụ như sớm hơn, ví dụ một năm thôi được không? Các bạn nam như thế nào, phải hiểu về tính cách của nhau nữa. Thì lúc đó là em sẽ nghĩ tới chuyện tiến tới hôn nhân. Rồi, nhưng mà tại sao mình phải cần đến chương trình? Tại vì thật ra thì do môi trường của em làm á, đa số gặp nhiều bạn nữ, nam thì không có. Nhưng một phần là duyên chưa tới nữa chị. Chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa ạ. Từ trước tới giờ luôn á hả? Dạ, từ hồi đi học tới giờ luôn á hả? Dạ đúng rồi chị. Sao lạ vậy ta? Em có điểm mạnh điểm yếu gì không, hay có tật xấu gì không? Em thì hơi nóng tính đó chị. Mỗi lần mà em nhìn một cái bạn nam nào đó là mọi người nói đừng nhìn dưới ánh mắt ấy. Mỗi lần em nhìn là sợ lắm chị. Nói em dữ á. Nhưng mà mình có dữ không? Dạ không chị, em hiền lắm chị. Do cái mặt em dữ thôi. Thì cái hiểu lầm đó thành ra là bây giờ vẫn còn ế đó đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy cho nên chút xíu nữa mình nói chuyện bạn nam là mình hơi nhìn xuống chút xíu phải không? Mình nhìn thẳng lên cái người ta sợ đúng không? Dạ. Em có ngại làm dâu không? Dạ không chị, em nghĩ làm dâu cũng là một điều tốt chị. Rồi để mình nghe bạn trai coi. Vậy thì bạn nam có những ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em thì cũng biết hát, điểm đóm gì đó có thể làm được, biết nhảy xe, biết nâng hàng. Dạ. Nhiều khuyết điểm thì em ngủ thì hồi xưa hay ngáy. Ngáy dữ không? Ngáy cũng theo nhịp chị. Đâu ngáy ngáy sao? Ngáy theo nhịp là ngáy sao? Nhịp sao ngáy thử coi. Ngáy giống như kiểu người ta cưa gỗ. Đâu thử coi. Sao? Đúng đấy. Dạ đúng đấy. Trải qua mấy mối tình rồi? Trước em quen người cũng ở cùng một trẻ trọ với nhau ấy. Thì quen một người, hai người. Quen một người 6 năm, năm 2008 bây giờ. Thì đến năm 2012 thì ấy. Ấy gì? Ấy là gì? Thì em quen hai người đó, hai người bạn với nhau, cũng là bạn với em luôn. Xong một khoảng thời gian ấy thì nó sinh sôi, nó nảy nở tình yêu nó ấy. Nó cảm thấy nó khó vấn đề giải quyết với nhau ấy. Nó khó xử. Là sao? Có nghĩa là quen hai người bạn một lúc á hả? Có nghĩa là 6 năm. Dạ, trước thì em quen quen một người đó là bạn cùng dãy phòng á, là rồi. Cùng mấy bạn anh chị em của em luôn ấy. Sau đó là tình yêu nó nảy nở, em không muốn ấy đâu. Thì có nghĩa là quen hai cô một lúc chứ gì? Không, quen cô kia nhưng xong là cái người mà em xem giống như em gái của mình á. Quen luôn cái gì? Thì tôi nãy giờ tôi hỏi là quen hai cô một lượt đúng không? Chấp chớp gì? Là sao tức là quen. Có nghĩa là trong 6 năm mà quen hai người một lượt, lúc đầu là quen cô này, xong tới chỗ cái phòng của cô nó chơi, chơi xong rồi riết rồi cái thấy cái cô kia rồi quen luôn. Đó. Không, em quen là cái quen cả cô là cô kia, xong là cái cô mà bạn với em hồi xưa thế này, là hiểu vụ này ta. Trong thời gian em mới phát hiện ra là cô ấy yêu mình á, thì xong thì em để thương lại. Đó. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Cho nên cuối cùng là sau 6 năm hai cô đi hết là không. Chứ vậy người ta bỏ là đúng rồi. Người ta phát hiện ra hả? Không bỏ mà do bọn em nhìn nhận ra mà không có thể tiến xa hơn được. Sao tiến xa được, lại quen lúc hai người mà tiến đâu? Tiến nhiều chỗ chết hả? Trời ơi. Ủa vậy mà hồi nãy em thấy em nhát rồi, nhát sao? Nhát vậy đó hả? Thì nhát trước đám đông cái gì. Nhát trước đám đông rồi còn chú gái là không nhát. Thời gian lâu thì mình có thể nói chuyện với tôi cả. Bây giờ em có nhận ra cái lỗi đó chưa? Dạ em nhận ra. Nhận ra rồi đúng không? Bây giờ xây qua tôi nè. Bây giờ bỏ ra hết cái chuyện đó đi nha. Mình làm lại từ đầu. Dạ. Bỏ hết chưa? Dạ bỏ hết rồi. Chắc chưa? Cũng 3 năm rồi chị. 3 năm rồi ha. 3 năm nay có thương cô nào không? Không rồi chị. Có ai thương em không? Không rồi chị. Chắc không? Chắc. Hay là người ta có thương mà người ta chưa mình chưa phát hiện. Rồi mấy mốt tôi làm ai cô này vừa xong cái có cái cô kia cổ thương em đó, giờ em mới biết rồi làm luôn. Không, giờ không đủ tuổi chín chắn này suy nghĩ rồi. Dạ. Quan trọng là mình nhận ra khuyết điểm rồi. Bây giờ là không có còn như ngày xưa trẻ trung nữa nha. Để tôi qua tôi xem cô này coi. Ô, chào em, rất xinh đẹp. Anh bên đây cũng đẹp trai. Thành ra đôi khi cũng có nhiều bóng hồng xung quanh ảnh. Mấy cái đó mình phải triệt từ đầu em. Dạ. Có bản lĩnh không? Dạ có, em cảm xúc mạnh lắm anh, mạnh mẽ nữa. Được, anh nghĩ rằng em sẽ giữ được chàng trai bên đây ha. Có yêu cầu ảnh gì không? Em thì không thích bạn nam là không hút thuốc, không uống rượu. Nhưng mà cũng biết uống bia tí xíu. Biết không bạn? Thuốc thì em không hút, mà nhậu thì bạn bè thì em cũng uống một ít. Lúc mà cãi nhau á thì bạn nam có thể nhường em một tí. Nhường không? Tại vì em rất là nóng tính. Dạ, nếu mà cãi là em cãi cho tới luôn á. Không nhường làm đánh á. Em không có đánh đâu anh. Nhường không bạn? Nhường nha. Nhường đó, hứa rồi nha. Còn yêu cầu gì? Bây giờ sẵn bây giờ yêu cầu đi. Em cần bạn nam đó là biết quan tâm đến gia đình. Có không? Không, con người em thì sống nghiêng về tình cảm ấy. Tuyết con người ai có tình như mình có tình lại đúng không? Phải không? Dạ, tình cảm thì phân biệt nữa với anh. Giờ rõ ràng rồi đó.
Thôi bây giờ mình sẽ giao lưu cùng người thân, sau đó hai bạn sẽ gặp nhau. Em đi với anh học hồi xưa cùng em với bạn của em. Dạ, chào anh Quyên Linh, chị Cát Tường. Chào bạn, bạn thấy cặp này thế nào? Nói chung thì em nhìn thì bạn gái của bạn Đạt cùng xinh. Bạn gái của bạn nào? Bạn gái của bạn Đạt bạn... nào? Chưa. Thấy cặp đôi tương lai như thế nào? Tương đối ấy. Bạn Đạt là người nói chung là nhát. Nhát. Bây giờ bạn thấy nóng, bạn này nóng tính chưa? Chưa, bạn Đạt rộng thiến về tình cảm, có hiểu với bố cha mẹ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn gái mình có đi với ai không? Hôm nay em đi với hai anh họ của em với lại bạn. Em chào anh Hoàng Linh, chị Cát Tường xinh đẹp ạ. Rồi, cảm ơn. Thì về cái hình thức bên ngoài thì là giữa thấy châu với em bên đây thì là ok rồi đó. Còn về cái nội dung thì thấy em đây hơi rối rối về tình cảm sao á. Rối quá. Cho nên là nếu mà được thì hai em cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu coi. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ hai bạn sẽ tìm hiểu kỹ nha, chút xíu nha. Dạ. Mình kéo màn lại đi. Dạ em chào anh ạ. Anh nắm đông quá. Em gấu thôi, cầm nhẹ nhàng chút xíu. Trời ơi, hoa đẹp quá trời ha. Em chỉ có một điều anh hỏi, em chỉ hỏi anh thôi là anh nghĩ quan điểm tình yêu về hôn nhân như thế nào á? Thì quan điểm tình yêu thì trước tiên phải tin tưởng nhau này. Dạ. Thứ hai là chân thành, thứ ba cũng có gì mà thắc mắc cái gì đó thì trao đổi cho nhau biết, chứ đừng giấu giếm trong mình, nhiều lúc nó khó, sau này nó khó ấy á. Dạ. Em thì em cũng nói luôn, nếu mà đến với nhau á là mình phải tìm hiểu nhau nghiêm túc và chân thành. Đúng. Còn đi với nhau trên cả một đoạn đường á, có cái gì mình phải cũng chia sẻ thì lúc đó mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái đó hợp với anh á. Hồi nãy em có nghe anh biết hát á, anh có thể hát cho em nghe được không? Một đoạn chi xíu ấy. Dạ. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ, muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh, anh yêu em chỉ vậy thôi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dần về người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Nói chung cặp này hát cũng không có hậu quả nghiêm trọng đâu. Bây giờ mình bàn tới chuyện ghen tuông chút xíu đi. Bên đây hơi rối rối đó rồi. Hơi rối rối chủ ghen tuông chút em xíu. Em hồi nãy em có nghe bạn Nam nói về chuyện tình yêu của bạn Nam, nó hơi rắc rối chút xíu, em cũng không hiểu cho lắm. Không phải là rắc rối mà trước đây là gì anh. Trước đây đi. Bây giờ chuyện có ghen không thôi. Ví dụ em nghe vậy nữa sau này có chuyện xảy ra có ghen không? Em ghen sao? Đó. Nói chung là ghen sao? Em phải coi cái tình huống nó xảy ra như thế nào chứ không phải là ghen tuông mù quáng. Ghen có nóng tính không? Dạ không. Chứ giờ có ghen là bởi sao? Vì ai cũng đẹp mà, bên đây cũng đẹp, bên đây cũng đẹp. Là... hai người sẽ nói chuyện rõ ràng hơn. Chứ em không phải cái gì mà lúc mà cũng la hết chứ. Thì em có ngại làm dâu xa hay không? Em nghĩ là chuyện xa hay gần em không quan trọng vấn đề đó, nhưng mà để em xem tính cách của anh như thế nào đó rồi em mới quyết định. Hôm nay gặp nhau cũng là một cái duyên thì... Dạ. Câu này quen quá bỏ. Tìm câu nào khác lãng mạn hơn. Câu nào nói từ trái tim của mình để giờ mình cảm nhận cô gái trước mặt mình thế nào? Em thấy dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Thì nếu em cho anh một cơ hội thì anh sẽ cùng em đi trên bước đường còn lại. Dạ. Rồi đặt tay lên sau đây. Chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, nhưng quan trọng là có duyên để bấm nút hay không. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Lý do tại sao bạn nữ không bấm? Em nghĩ là em với bạn Nam chưa có đủ duyên với nhau, nhưng mà em vẫn cho bạn Nam một cơ hội làm bạn. Chúng ta có thể làm bạn với nhau. Dạ. Chia sẻ những lúc buồn vui với nhau. Dạ. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Anh ơi. Ơi. 1, 2, 3 năm á, anh có đánh đôi nhịp nào không? Có không anh? Em ăn ngọt nhiều không? Hiện tại thì em không thích ăn ngọt lắm. Tại vì là em bị dị ứng với đường trắng ạ.
Ồ, dạ. Dáng mà chị bị dị ứng thì đỡ kìa. Cho chị quá. Ông Vân chỉ mê cái dáng của em lắm. Biết thì đó, nào, tại mà tôi bị dị ứng đường cứ đỡ cho tôi ghê. Tôi không có đường thì chết đó. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời các bạn. Bây giờ thì mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai biết sơ lược về lý lịch trích ngang của mình thế nào. À, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào anh Quyền Linh nha. Chào em à. Em chào các anh chị tại trường quay ạ. À. Em chào bạn nam ấy kia. Chào em. Em tên là Thanh Tâm, em 29 tuổi và hiện tại thì em là nhân viên ngân hàng. Em quê đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị. Nhưng mà em hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng An, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Nghệ An và hiện em tại làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở bên quận Gò Vấp và sinh sống ở Gò Vấp luôn anh. Em làm về gì? Dạ, công việc hiện tại của em là nhân viên kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì em? Bên công ty quảng cáo anh. À, kinh doanh quảng cáo bên kia, ngân hàng được á. Rồi em điểm mạnh, điểm yếu em giới thiệu chút xíu về mình đi. Vâng ơi, em được cái đó là em rất là tự tin. Em tự tin mà từ trên đỉnh đầu của em mà xuống tới gót chân. Dạ, em tự tin về những cái gì mà em có và em yêu thích được cái điều đó. Ví dụ như là em cũng có nhan sắc nè, cũng dễ thương nè, vui nè. Rồi em thì thích lắng nghe người khác tâm sự. Với lại là nhà em có con nít nên em rất là yêu thích trẻ con. Đó là những điểm mạnh đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn em có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em á thì là tại vì em ít nấu ăn á, cho nên là em nấu ăn thì không được có ngon cho lắm. Hát thì cũng không có được hay. Hát không được hay hả? Dạ. Thì không, nhưng mà thích hát không? Rất thích hát chị. Vậy hả? À, em có thể thể hiện ca khúc hát ở đây được không ạ? Được chứ, trời ơi, hay quá. Nào, mời em gái. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn trái tim anh muốn gì, hãy nói cho em nghe một câu thôi, 1, 2, 3, 5 anh có đây giờ nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Rồi em xin cảm ơn ạ. Chút xíu mở rào rồi anh nhào qua. Anh ơi, ơi 1, 2, 3, 5 á, anh có đánh rồi nhịp nào không? Có không anh? Anh phải đổ môi hộp hết trơn rồi đó. Coi như là bạn trai bên kia đang bị áp đảo phần thắng nghiêng về bên nhà nữ. Bối rối bên đây đó em gái. Dạ. Bây giờ em trai nói cho bên đàn gái nghe đi những ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, em xin nói tới cái điểm của em trước rất là nhiều. Thì em là người rất là ít nói, hay thức khuya. Và đôi lúc cũng có hơi nóng tính. Rồi. Còn cái ưu điểm của em là hay thương người, hay giúp đỡ người khác. Và biết nấu ăn, thích ca hát, biết làm các công việc nhà luôn. Tình trường của em là bao nhiêu mối tình rồi? À, em chính thức thì có 2 mối tình chị. Mối tình dài nhất của em á là 3 năm. 3 năm. Rồi mối tình thứ hai được nhiêu? Mối tình thứ hai thì hơn 5 tí chị. Vậy hả? Dạ. Rồi cách đây bao lâu rồi? À, hơn 1 năm rồi chị. Tại sao lại chia tay? Em xinh đẹp như vậy mà tại sao lại chia tay? Tại vì là trong cái định hướng trong tương lai của bạn á thì không có hình ảnh em trong đó. Với lại bạn ấy quá bận. Và em chủ động chia tay luôn. Dạ vâng ạ. Để mình tìm một cơ hội khác cho mình. Cũng bản lĩnh đó ha. Bản lĩnh chứ. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, mối tình chính thức thì em đã trải qua 4 mối tình ạ. 4 mối chính thức hả? Dạ. Cũng gấp đôi ta dạ. Rồi dài nhất là mấy năm em? Tình dài nhất và sâu đậm nhất là 4 năm. Sâu đậm tới 4 năm thì tại dạ. Sao chia tay? Thì người bạn nữ kia là bên đạo Công giáo anh. Bên bạn gái kia có đạo không? À, em theo đạo Phật anh Linh ơi. Rồi vậy là tốt hợp. Bên này trong đạo Phật. Mối tình ngắn nhất là mấy bao lâu? Mối tình ngắn nhất và gần đây nhất là 2 năm anh. Ngắn nhất mới 2 năm luôn. Cách đây 1 năm. Rồi sao chia tay? Bạn nữ hay ghen quá anh. Bạn gái bên kia có ghen không? À, em ghen có chọn lọc anh ơi. Có chọn lọc. Nhớ nha. Bởi vì chia tay vì ghen đó thành ra phải chọn lọc nha. Bây giờ bạn trai bạn muốn đi tìm một nửa yêu thương như thế nào? Mẫu người bạn gái em muốn tìm dễ nhìn một chút ạ. Dễ nhìn. Hiền. Bên kia rất dễ nhìn luôn. Dạ. Nghe rất giọng tự tin luôn. Thôi. Đúng cao rồi. Từ 1m55 trở lên và biết quan tâm chia sẻ với người khác. Còn dạ. Gì nữa? Em chỉ đơn giản vậy là được. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Kiểu tròn tròn. Tròn tròn có chị Hồng Vân không? Giống ca sĩ Dương Hồng Loan ấy. Dương Hồng Loan à? Đúng rồi. Bên kia đáp ứng nhu cầu bên đây được chưa bà mối Hồng Vân? Dư luôn, dư luôn anh ơi.
Dư hả? Dạ. Còn em sao em, hình mẫu lý tưởng của em? Em thì... Đừng nói với chị là hình mẫu là anh Quyền Linh nha. Em phải cụ thể hơn chứ chị. Cụ thể đi. Dạ, ngoại hình thì phải cao hơn em, ở tầm 1m68 trở lên. Ừ. Dạ, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Đó luôn. Dạ. Đó. Anh ơi, anh có gia trưởng không anh? À, không em. Anh có vũ phu không ạ? Không em, anh hiền lắm. Ông dạ. Nào mà hiền lắm, vũ phu. Em anh hiếp anh thôi à. Thì người đó phải có tính tự lập. Ừ. Không quá phụ thuộc vào gia đình. Ừ. Dạ. Em chào anh Linh. Trời ơi, chào em gái, dễ thương, xinh đó, xắn. Đó, ta tự tin. Dạ. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi, anh thích nhất chỗ đàn gái là tự tin. Dạ, em chào chị ạ. Chào cưng. Em không thích người phụ nữ nói nhiều, ích kỷ. Dạ. Em có nói nhiều không vậy cưng? Thân rồi em mới hơi nhiều tí thôi. Hơi nhiều quá. Thân mới nói nhiều, có nghĩa là khi nào nói nhiều nhưng mà nói vui thì được, chứ đừng có càm ràm cái chuyện gì đó, nói hoài. Nói nhiều mà mang tính tích cực đúng không? Dạ, vui đúng vẻ thì là em đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Yên tâm em, đàn gái thấy vui lắm rồi. Vân thấy là hỏi người đúng thân rồi. Được rồi đó. Hỏi đi Vân. Em đi với ai? Hiện tại thì em đi với chị của em à. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Xin chào nhà trai bên kia cũng như là khán giả đang xem chương trình. Em xin giới thiệu em là chị dâu của Tâm. Tâm nhà em thì là một người sống tình cảm, tự lập rất là cao. Có lúc thì cũng rất là mạnh mẽ. Cho nên là nếu mà hai bạn sau này mà tiến tới có tìm hiểu nhau á, thì bạn nam cũng nên là nhường nhịn, mềm mỏng với Tâm một tí. Còn về bạn trai bên này á, thì em thấy là ngoại hình ổn, công việc ổn định. Qua cách nói chuyện thì có vẻ rất là thật thà, thẳng thắn. Có nhiều điểm cũng phù hợp với Tâm. Thì đó là nhận xét của em. Còn về việc có bấm nút hay không thì tùy vào cảm nhận và sự lựa chọn của Tâm. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai, em đi với ai? Trời, hôm nay em đi với bạn thân của em. Bạn thân. Lời đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh với chị Hồng Vân, cùng toàn thể khán giả với họ nhà gái bên này. Em là bạn thân của An. Thì em cũng có những đánh giá nhận xét cũng sơ qua bạn An này thì bạn An nói đó. Thì đúng như vậy luôn. Bạn An thì mặc dù là cái tính có thể hơi nóng nhưng mà tại vì gặp những cái vấn đề bất chắc nó mới nóng. Còn đối với bạn nữ bên này thì em cũng có một lời nhận xét. Bạn nữ bên đó rất xinh xắn, nói chuyện thì nói chung rất tự tin. Nói chung là cũng có những điểm mà bạn An cần. Thì em cũng rất mong là hai người bấm nút cho nhau một cơ hội để tiến tới một cái tương lai sau này tốt đẹp hơn. Dạ, em xin cảm ơn em. Cảm ơn em trai. Mở rào đi nào. Bắt đầu không gian này của mình nha An nha. Cố lên nào, hãy chinh phục một nửa mảnh ghép của mình. Dạ em chào anh. Chào em. Dạ. Đứng lên tặng quà liền e ấp. Anh có món quà tặng cho em. Dạ. Thì hy vọng sau này nếu mình cho nhau cơ hội đến với nhau thì mỗi lần em mua con gấu này em sẽ nhớ đến anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một con mắm, món quà nhỏ tặng anh. Thì trong đây nó thể hiện là những cái suy nghĩ giữa người phụ nữ và người phụ nam. Qua đó thì mình sẽ hiểu nhau hơn, hội hiểu đối phương hiểu nghĩ gì và tại sao mà người ta phải cư xử như vậy. Đấy. Anh nhớ đọc xong anh phản hồi lại cho em nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi đưa đây tôi ôm gấu giùm cho. Trời ơi, hợp với bộ đồ quá nè. Lần đầu tiên gặp mặt thì em cảm nhận về anh thế nào? Qua cách nói chuyện thì em thấy anh khá chín chắn ạ. Nhưng mà hát rất hay. Anh hay run lắm. À con sao ạ? Thì em gái thế nào? Xinh ngoài tiên liệu không? Dễ thương xinh. Em cảm ơn anh. Ví dụ như sau này mà mình ở trong một nhà thì ở trong một nhà thì thế nào cũng sẽ xảy ra một cái xích mích giữa em và gia đình của anh. Một cái hiểu lầm nhỏ thôi thì lúc đó anh sẽ cư xử như thế nào? Anh sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân để mà giải quyết nó cho em đẹp, chứ anh là một người rất là có chính kiến. Yeah. Anh thì cũng có hiểu nhưng mà không phải là cái bên gia đình bên mẹ anh còn mẹ thôi. Thì mẹ đúng mà mẹ nói sai mà anh lại bênh mẹ cũng được. Mẹ em sai mà anh bênh em cũng được. Cái gì mình làm đúng thôi. Yeah. Chúng ta không còn thời gian nữa. Còn 30 giây nữa. Bạn trai muốn nói gì với bạn gái? Có thể tiến tới nắm tay bạn gái để nói một câu gì đó cho bạn gái yên lòng. Có thể là bạn gái sẽ bấm nút ha. 30 giây. Bắt đầu đi em. À, cho anh nắm tay em. Thì anh cũng mong anh với em cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu và tiến xa hơn. Dạ. Kết quả thì tí nữa anh sẽ biết ạ. Thôi, kết quả sẽ biết. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta để tay vào bấm các bạn. Bây giờ các bạn đã trò chuyện cùng nghe những người thân góp ý. Nếu trái tim mình rung động, mình sẽ bấm nút. Nếu không rung động, không cần bấm nút. Chuẩn bị
3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 2 mà ông bấm rồi đó. 3 hết thời gian. Người ta làm rất đúng luật nè, 3 người ta mới bấm. Rồi, chúc mừng em. Nắm tay được rồi đó. Em xin nắm tay em. Dạ. Cưng quá nè. Ở đó thủ tục đầu tiên kìa, xin phép đi. Chỉ cho em hôn. Chúc em. Dạ. Trời, dễ thương quá à. Rất là nhẹ nhàng, tình tứ. Nhẹ nhàng, trời tình cảm. Nắm tay thật chặt lên nha. Mình hãy bất chấp yêu nhau đi anh nha. Em có hỏi ảnh là 1, 2, 3 năm có đánh rơi nhịp nào không? Ảnh vẫn chưa trả lời em. Sao em trả lời liền đi em. Có à. Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Ôm liền. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, thả thính dễ thương như trời. Hello mọi người, mình là Mai Sơn. Hãy tìm mình trên Speed Couple nhé. Là người vui vẻ hòa đồng nhưng mà con nóng tính lắm, với lại con ngang ngược lắm. Tật xấu là đói bụng hay quạo thôi. Thôi ai cũng quạo. Rất lười làm việc nhà. Lười. Em nghe nói hình như anh lười làm việc nhà đúng không? Cũng nhà ba làm không à. Về ngủ rồi. Mời nhà trai. Rồi mời anh trai ngồi. Rồi xin mời nhà gái. Bây giờ là mời nhà trai giới thiệu trước. Dạ, nói đầu tiên cho em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào khán giả chương trình. Và chào bạn nữ. Em tên Lý Minh Tân, hôm nay 30 tuổi. Nghề nghiệp là lái xe. Em lái xe cho công nhân viên thôi. Là thành phố thôi hả? Dạ đúng rồi anh. Quê ở đâu Tân? Dạ, em sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Dân Sài Gòn. Dạ, em ở quận 5. Quận 5. Mình nói giới thiệu về bản thân coi. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Yến Lan, năm nay 27 tuổi. Hiện tại đang là nhân viên kế hoạch ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, vậy hả? Mai là ở đâu? Dạ, con sinh ra ở Tân Phú, nhưng mà con làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. À, rồi. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm với Tân cho bạn gái nha. Ưu điểm của em thì rất là có trách nhiệm trong công việc, rất là đúng giờ. Còn nhược điểm thì em chỉ có tật xấu là đói bụng hay quạo thôi. Thôi, ai cũng quạo. Anh đói bụng anh cũng quạo nữa. Sáng trưa cho ai ăn uống gì chứ. Gọi gì nữa Tân? Rất lười làm việc nhà. Lười. Nhưng mà em cái gì em cũng làm được, nhưng mà chỉ có là lười thôi. Lười thôi, chừng nào có vợ thì không làm. Chỉ có vợ là siêng liền anh. Siêng liền, đúng rồi. Cái gì cũng làm được nghe, chỉ có lười có nghĩa là không làm gì hết á. Rồi mình đi, mình giờ mình nói về mình đi. Cặp dạ. Này hay nè, bên đây tên Tân, bên kia tên Lan, là đôi Tân Lan. Tân Lan. Dạ, con là người vui vẻ hòa đồng nhưng mà con nóng tính lắm, với lại con ngang ngược lắm. Cỡ nào? Con ghét người ta thì con ghét con sẽ chia làm 3 cấp độ ghét. Ghét thứ nhất là ghét ít ít thôi. Thì dạng hỏi thì con trả lời, còn không thì thôi con không bao giờ chủ động con hỏi người ta hay bất cứ cái gì. Cái cấp độ ghét thứ hai á, dạng là ghét vừa vừa. Thì dạng là con phải giống như là người ta nói thì con phải móc lại một câu. Ăn miếng chậm miếng lại. Dạ đúng rồi. Con giống với cô ngồi ghế kế bên con đó con. Cấp độ thứ ba là cấp độ là vô cùng ghét. Thì con sẽ không nghe, không nói, không quan tâm. Con coi người ta như là không khí vậy á, nhưng mà không phải khí oxy. Mà là khí CO2 á. Chơi chiến lược 3-0. Dạ. Và coi người ta là tàng hình đi. Khi mà con có bạn trai đi, con sẽ đi ăn chung với bạn trai đó. Khi kêu đồ ăn ra hết á, con ăn được bao nhiêu con ăn, nhưng mà cái số lượng còn lại bạn trai phải ăn hết. Trời ơi. Rồi mới được gì à? Dạ đúng rồi, ăn phải ăn. Con không cần biết thời gian ăn là bao lâu, nhưng mà cứ ăn đi, ăn cho hết rồi con mới trở về. Ông mới ăn qua tới đó. Con ăn nhiêu còn nhiêu, bạn trai ăn hết mới được về. Dạ. Con bắt ăn nhưng mà con lại không cho mập. Con ăn mà không cho mập sao được con? Dạ. Thì vậy, có người ấy không ăn cũng mập với con. Ai nói ông ăn mà mập vậy? Quỷ hả? Mệt chứ sợ luôn á. Ngang ngược mà nóng tính như vậy thì là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ con có 2 mối tình. Dạ lâu nhất là khoảng 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó thì cũng có sở thích ăn, nên là con bắt ăn thì càng thích. Nhưng mà tại sao chia tay? Có nhiều cái lý do lắm, nhưng mà con nghĩ là hậu đậu, lăng nhăng á. Cái hậu đậu ghê lắm cô. Đi trên đường đi, nguyên cái đống cát vậy thôi, người ta chạy người ta né cái đống cái cát đó ra đi, dạng anh hùng rơm á cô, bay vô giữa đống cát xong rồi té cái xòe ra giữa đường. Té cái xòe. Để qua thăm nom cái bên nhà trai cái coi. Trai mà hậu đầu thân dữ lắm mình. Dạ chị. Chào cưng. Dạ. Sao nãy giờ cưng nghe bạn này nói chuyện gì, cưng có bị
gọi là mất hồn không? Dạ cũng có chút. Ăn à? Dạ. Ăn mà không được mập à nha. Ăn cỡ nào mới mập? Tưởng này em ăn hộp nổi. Rồi bây giờ em có mấy mối tình rồi? Trước giờ thì em chỉ có một mối tình chính thức thôi, kéo dài một năm. Một năm rồi bao nhiêu cái lẻ tẻ? Dạ, mấy cái đó thì em không cho nó là tình yêu. Một năm lý do tại sao chia tay? Cũng có ngày đẹp trời em lên Facebook em lướt 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 thì em thấy em cao hơn vài cm vậy thôi. Vậy thôi à, đó hả? Lại dạ. Bị cắm sừng. Dạ. À. Thôi được rồi, thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình long tìm hiểu bên đây nè. Như vậy thì cái gu của em, cái mà cái gọi là cái tiêu chí của em, tiêu chuẩn của em về bạn gái là như thế nào? Cao 1m60 trở lên. Tại vì em cũng đây cao nhồng luôn á. Dạ. Mũi cao, có cặp mắt biết cười. Trời, mắt biết cười, coi, bà biết cười không? Bà nhìn tôi là nhìn con... là nhìn như cặp mắt giống như là đang cười á. Vậy vui. Dạ. Vậy là miệng khỏi cười, đúng mắt. Dạ, đúng rồi. Có những người nhìn như cặp mắt là thấy vui rồi. Mắt cười như nè lên. À, đúng rồi. Nói chứ cười không nè, nhìn nè, nhìn cô nè, nhìn cô. Mắt nó là cười nhưng mà hơi buồn ngủ xíu, em tự em cảm nhận dạ, nha. Dạ. Dạ thì tính cách thì dịu dàng xíu. Cái này giờ nó nói nó ngang ngược đó rồi. Dạ, sao hả? Ngang ngược đâu có đi đôi với dịu dàng đâu. Em hướng dẫn lại được không? Dạ được. Hướng dẫn được không? Dạ được. Dẫn coi ai hướng dẫn ai biết rồi. Bây giờ mình có dịu dàng hay không nè, mình nói một tiếng một đi nè. Dạ không. Đó, thấy chưa, nó khẳng định luôn đó. Cá tính chút xíu cũng ok chị. Cá tính đó nha. Rồi gì nữa nè? Đừng có thảo mai quá, với lại có cái gì bản tính xấu hay là đẹp gì cứ bộc lộ hết đi. Tại vì ở bên cạnh em cũng không cần phải giấu giếm cái chuyện đó. Tại vì em đã thương rồi thì xấu đẹp gì em cũng chấp nhận. Cái câu cuối cùng của bạn là bạn này là có hết luôn á. Có sao nói vậy người ơi đó, dạ, không có giấu giếm luôn. Thà ta thật lòng vậy còn hay hơn. Thôi, bạn gái muốn người yêu của mình như thế nào? Đầu tiên là phải cao hơn con. Chắc chắn. Giờ mình cao nhiêu nè, mình nói nè. Dạ, con cao 1m7. Đó, cao 1m7 đó. Mà con hay mang giày cao gót nên là thường là khoảng từ 1m75 đổ lên. Cho 76 luôn đó. Bên đây nhiêu? 1m8. Thấy chưa, cao hơn tới 10 phân, đỉnh cấp con luôn á. Dạ. Rồi gì nữa con? Theo đạo Phật. Em đạo Phật. Rồi. Không hút thuốc lá. Có hút thơm râu thôi anh. Có hút thơm râu thôi. Nhưng mà con dạng con không có chấp nhận người hút thuốc lá. Tại vì con bị dị ứng với lại thuốc lá nên là con không ngửi được. Bỏ được không? Dạ được anh, bỏ. Bỏ được. Dạ. Thơm râu thôi mà, cạo râu là hết hút. Dạ, là một người cư xử lịch sự và lễ phép. Và cái cuối cùng con mong đợi là một người có một cái nguồn năng lượng sống tích cực. Đúng, cái này hay nè. Có tích cực không em trai? Dạ, tích cực. Những lúc buồn thì sao? Có ghi lên Facebook không? Dạ không. Ừ, có ghi gì tiêu cực không? Em không có chơi Facebook. Không được tích cực lắm. Phải chơi Facebook để tìm hiểu những cái điều tích cực này kia chứ. Chứ chơi, cô chơi Zalo không? Dạ có. Không, cũng dễ thương. Nói chung hai này cũng được, cũng hợp. Dạ. Gái đi với ai? Dạ con đi với lại anh chị con. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Nếu như mà em muốn tìm hiểu Yến Lan thì phải có động lực rất lớn. Dạ. Lúc nào các bạn đang hoạt động liên tục như. Là sao phải tăng động mới theo được bé này tăng hả? Tăng động đúng rồi. Dạ em thấy đàn trai là cũng hợp với lại bé Lan hả? Dạ mong là hai người sẽ được tìm hiểu kỹ hơn. Rồi. Rồi cảm ơn em. Anh đi với ai tên? Dạ em đi với chị họ, em ruột em. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, chào các bạn khán giả ở đây. Thì em là chị họ của Tân. Theo như Tân nói là Tân muốn tìm một bạn gái cao, dễ thương, đôi mắt biết cười. Thì chị Ngọc thấy ở đây là bạn hội tụ các điều kiện của Tân muốn rồi. Theo chị nhận xét về bạn Lan á, thì Lan là một người luôn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống, luôn thích thay đổi, thích cái mới, thật thà, thẳng thắn. Thì mong là sau chương trình này thì Tân có thể có cơ hội để quen với Lan và tìm hiểu những cái mới mẻ của Lan trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn hai gia đình. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Mở rào. Em có món quà em tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là một cây xương rồng. Mà loài hoa là em thích nhất luôn. Muốn tặng anh. Cảm ơn. Và cái cây xương rồng này á, thì nó cũng có ý nghĩa trong tình yêu. Dù cho ở ngoài sóng gió bão tố như thế nào thì cái cây này nó vẫn luôn vươn tới ánh sáng và phát triển. Thì cảm ơn. Dạ.
nó tân nhìn coi coi đôi mắt cái này có phải là đôi mắt biết cười không? Dạ đủ đủ cười. Đúng không? Đôi dạ, mắt biết cười đúng không? Đúng rồi. Có răng khệt, răng khệt, răng khểnh đó chị. Đó, răng khểnh. Dễ thương với lại có đồng tiền, em cũng thích điều đó. Đó. Em tìm kiếm điều gì ở người đàn ông? Em coi trọng sự chung thủy. Đối với em á thì xấu đẹp không quan trọng, cao thấp thì cũng có vấn đề đó. Nhưng mà tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua hết. Anh thì trong tình cảm á, anh có hai điều là, một là khi yêu á, anh rất là nhiệt tình. Hai là nếu mà trong một trong hai người mà không còn yêu nữa thì nói nhau một tiếng thì nó dễ xử hơn, chứ đừng có giấu giếm anh chuyện gì, mệt lắm. Em muốn hỏi anh gì không? Dạ anh còn liên hệ với người yêu cũ không anh? Không, anh cắt đứt rồi. Cái câu hỏi của em cũng là câu hỏi anh muốn hỏi em luôn á. Dạ không ạ. Thường á thì khi anh buồn anh sẽ làm cái gì anh? Anh thì chỉ có cái sở thích là nuôi mấy con bét. Thú cưng của anh là con gì vậy anh? Anh nhà anh nuôi hai chó. Em thì em ghét chó lắm. Ghét chó hả? Dạ em ghét những con gì có lông lắm. Vậy anh cạo lông đó. Trời có ác vậy em. Chó nhà anh nó biết đi hai chân đó. Tự nhiên đó, chó nó đang đẹp về cạo lông còn gì chó. Chó nó phải cạo lông anh. Thôi. Con chó ơi. Chứ phải con cừu đâu mà anh cạo lông đó. Chó nó chó cừu mà, chó bút đồ. Nó làm như con cừu vậy, cạo lông nhìn thấy ghê. Không, nhưng mà có một cái loài chó mà nó không có lông luôn á. Thì thà mua chó đó về đó. Ai mà mua chó có lông được cạo lông ta. Đừng có gì tình yêu mà đi cạo lông con chó. Uống chó dễ thương vậy mắc gì ghét nó trời. Dạ con không có thích bất cứ con gì hết á. Chó mèo hay con gì con cũng thích á. Không lẽ cuộc đời con không thích con gì hả con? Dạ con thích con trai. À. Rồi con có bắt ảnh cạo đầu đi không? Dạ không. Ủa mất hơi cạo đầu. Thích, nó không thích tất cả các loại lông mà. Đây là tóc cái mà. Cái đó là tóc chứ không phải lông. Tóc mà nó cũng là lông đó. Lại lông. Là một loại. Dạ không có lông anh. Lông măng anh. Lông cạo. Măng. Lông măng cũng cạo nữa anh. Chỗ nào có cạo. Con hỏi anh coi sao anh tài xế thường là đào hoa lắm mà à. Sao anh lên chương trình này? Vấn đề tài xế đào hoa thì cái đó là chắc là thời xa xưa ông cha ta để lại vậy thôi, chứ bây giờ khác gì. Suốt ngày ôm vô lăng, tối về là ôm gối ngủ. Hay là tại quen nhiều người quá nên bị ế hả? Không có, quen nhiều người sao gọi là ế được em? Thả thính nhiều, người ta nói là lắm thính. Mối tối nằm không á. Đúng rồi, lắm mối tối nằm không nhưng mà anh không biết thả thính. Em cảm nhận thấy anh sao? Em thấy anh là người cũng khá là hiền lành, dễ thương mà em không biết anh có ít nói hay không. Anh Đức cũng là một người khá là kiệm lời, nhiều khi những cái gì là đáng nói thì anh mới nói, còn không thì anh cũng ít nói chuyện lắm. Em á thì là người dạng em là người thích trao đổi thông tin mà. Đúng khi rồi. Em trao đổi thông tin á thì em muốn người ta tương tác với em, chứ không phải là em nói một câu cái ừ xong rồi hả, rồi ủa vậy hả. Cái đó là đối với những người ngoài, chứ nếu mà riêng em thì anh sẽ tương tác. Thế tương tác nhiều, siêng năng luôn, siêng năng tương tác. Ừ. Hiện tại thì mẹ anh mất rồi, chỉ có ba anh thôi, anh ở chung với ba. Ở nhà Sài chỉ Gòn có hai cha con hả? Đúng rồi, với lại hai chó. Đừng nhắc không chó nữa. Nếu mà tính tới hôn nhân thì em có thể về nhà anh, về đổi của anh được không? Dạ được chứ. Nếu mà 2 năm nữa thì hai chó nó già rồi. Ấy là nó, ấy em nó già nó sẽ rụng lông, nhưng mà em nó sợ nó rụng lông. Làm sao rụng lông, có những nó lúc rụng. Nó già cũng không có rụng đâu em. Thì em cạo. Nữa cạo nữa. Còn cách nào khác không? Không cạo nhỏ hoài. Không có được nha. Cái vụ này tôi phản đối, nếu kẹt quá đem chó gửi nhà Hồng Dân hay gì cũng được nha. Em đứng lại, mày nắm tay bạn gái. Đó, em nói đi. Hỏi em có ghen không? Em có ghen không em? Dạ có chứ, khi yêu ai cũng ghen á anh. Em bỏ suy nghĩ đi, anh không có lăng nhăng đâu. Anh sẽ bỏ thuốc, lâu lâu cho anh hút một hai điếu, sẽ giao với bạn bè được. Bị gì ứng mà. Cái này là anh đã hứa bỏ thì anh phải bỏ tuyệt đối luôn. Anh đứng gần một cái người mà hút thuốc lá em cũng ngửi ra được. Thích thính vậy, mũi thính vậy. Anh phải đánh em với con chó hả? Em thích nít không em? Dạ có chứ. Hỏi giờ mình giải quyết vụ chó sao em? Thôi bây giờ chịu chó để qua bên đi anh, để em về em xử lý sao. Thôi cứ nói gì luôn. Em nghe nói hình như anh lười làm việc nhà đúng không anh? Cũng nhà ba anh làm không à. Về ngủ rồi. Anh làm được hết đó mà, tại vì anh làm biết làm thôi. Dạ anh có biết nấu ăn không anh? Không. Em cũng biết nấu ăn rồi, cuối cùng ai nấu? Ăn cơm đường cháo chợ quen rồi em ra ngoài. Chó gì cho nó mệt. Khổ ông già không? Anh không biết nấu ăn, anh nuôi chó rồi. Cuối cùng chó anh nuôi hay ba anh nuôi?
Thì mình ăn gì trộm cho nó ăn? Anh ăn cơm đường cháo vợ rồi. À thì nhà ba anh ăn gì thì trộm cho nó ăn. Vậy là ba anh nuôi rồi, giống ba anh nuôi nữa. Ba anh nuôi. Dạ. Anh thích nít lắm á, em thích con trai hay con gái? Dạ em thích con gái. Ừ giống anh, em thích con gái. Gái có nhiều tóc, dễ thương, giống như em này. Ủa con trai cũng có nhiều tóc rồi vậy anh? Con trai nó cũng có nhiều tóc nhưng mà nó quậy lắm. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thẳng vào mắt nhau. Tân nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện, cảm xúc nãy giờ thế nào? Cảm xúc nãy giờ thì em rất là thích bạn nữ này rồi. Yêu ai cũng vậy, yêu anh đi anh cảm ơn. Bấm trái con tim mình được sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là cả hai đã bấm nút. Nắm tay nhau nào. Anh không cái nhà má, má không la đâu. Má. Được hả? Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Speed Couple nhé.